Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh mua bán xe qua sử dụng của Salon ô tô Tùng Bách có địa chỉ duy nhất tại tổ 2 phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên ạ. Dạ vâng, hôm nay thì nhà em lại tiếp tục về thêm được rất rất là nhiều xe mới Nhưng mà trước khi đi vào quay chi tiết của cái dàn xe mới về Bao gồm một chiếc Hyundai Accent AT màu trắng đời 23 này Một chiếc Mitsubishi Outlander bản 2.0 Premium đời 2019 này Một chiếc Creta các bác nha màu trắng đời 2022 bản cao cấp còn đang bẩn còn chưa kịp rửa Kèm theo đấy là một chiếc xe Ford Whitech 2.2 một cầu số tự động đời 2015 Thì em Huyền cũng xin phép là được khoe nhẹ thành tích trong ngày hôm nay Đấy là từ sáng đến giờ bây giờ thì em đang quay YouTube vào lúc uh, 2 giờ chiều các bác ạ. Thì từ sáng đến giờ nhà em cũng đã bán được 3 xe rồi. Trong đấy thì sẽ có một chiếc vai ớt E số sàn màu đen đời 2020 này. Em bán thêm được một chiếc Elantra 1.6 AT đời 2021. Kèm theo đấy là em cũng đã nhận cọc chiếc Hyundai Kona bản đặc biệt đời 2020 rồi. Và sáng nay thì nhà em cũng đang đi check một chiếc xe Fortuner máy dầu đời 2016 mà hôm trước em về đi hơn 6 vạn đấy ạ. Khách hàng đặt cọc cũng được loanh quanh gần chục ngày nhưng mà vì do là ở trong Thanh Hóa mưa lũ nên là hôm nay anh mới ra và lấy xe. Vừa mới chuyển tiền thành công xong đấy các bác ạ là trách chữ tín, tất cả mọi thứ đều đã ok rồi. Dạ vâng, bây giờ thì sẽ không rông dài và không để các bác chờ đợi nữa. Em xin phép là đi vào quay chi tiết của tất cả những cái xe này để cho các bác có thể cùng theo dõi và tham khảo luôn. Nếu như mà có chiếc nào phù hợp với nhu cầu của mình hoặc là đúng với túi tiền của các bác thì các bác gọi điện cho salon em theo số hotline ở dưới góc màn hình, em đã ghi ở dưới đấy rồi. Đếm Huyền có thể hỗ trợ tư vấn này thêm về hình ảnh xe này về chất lượng xe cũng như là giấy tờ pháp lý kèm theo đấy là thủ tục sang tên vào biển hoặc thủ tục ngân hàng nếu các bác có nhu cầu nha. Đầu tiên thì em sẽ quay chiếc Accent này ạ. Chiếc Accent này của em nó là bản AT, bản tiêu chuẩn các bác ạ số tự động. Xe sản xuất năm 2023 lăn bánh là một vạn năm nghìn km và hiện tại cái sản phẩm này em đang chào bán với mức giá là 465 triệu đồng nếu bác nào mà theo dõi nhà em và mua trượt hai chiếc trắng vừa mới về cách đây tầm đôi ba hôm một chiếc đầy hai ba một chiếc hai thì các bác có thể cân nhắc sang cái sản phẩm này nhé tại vì đi có một vạn rưỡi thì đi quá là ít rồi à, không khác gì xe mới luôn 465 triệu đồng các bác nhá đây cũng là tình trạng xe mọc ạ nhưng mà nhìn tổng quan bên ngoài thì rất là đẹp Chắc là chỉ cần đánh bóng này, dọn lại nội thất thôi là đã ok lắm rồi. Đây, các bác nhìn xem nhá. Về phần thân vỏ bên ngoài, ngoài một vài những cái vết xước răm nhỏ li ti mà có lẽ là nhìn qua màn hình không thấy. Kể cả nhìn thường như thế này cũng không thấy luôn đấy các bác ạ. À. Thì còn đâu là hoàn toàn không có xước sát gì đâu nhá. Đây, em ơi em quay cả bên này đi. Em quay cả bên này để cho các bác xem. Không thì các bác lại nghĩ là mình không quay ở bên này. Sợ mọi người nghĩ là xước ở bên này mình giấu mình không dám quay. Đấy, em cứ quay hết cho mọi người như thế này nhá. Mấy cả lang ở phía sau thì em sẽ quay cả cái phần cốp cho các bác xem nhé Rất là mới luôn Đây này Mặc dù là xe đan hạng B nhưng mà trước này có cái cốp cũng rất là rộng Thoải mái mà để đồ Phía dưới này thì sẽ là lốp dự phòng nhé các bác nhé Hạ một lần rồi Vạch sơn vẫn còn nhưng mà em nghĩ là đây là đã chạm đất rồi thì nó mới bẩn như thế này Nhưng mà thật ra là cái sơ cua này này Thì là mình dùng trong những trường hợp cần thiết mà Có hạ rồi hay chưa hạ thì nó cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chất lượng xe đúng không ạ Đây hạ xuống và bây giờ thì sẽ mời các bác vào phía bên trong để cùng với em là xem qua về phần nội thất bên trong của chiếc xe Hyundai Accent bản AT đời 2023 Trước này thì đã được chủ cũ nâng cấp lên ghế da rồi Tại vì nguyên bản là ghế nỉ mà Nhưng mà nhá được cái là ghế da màu kem <laughs> Các bác ạ Sạch đẹp thật đấy Nhưng mà hơi bẩn Cái này thì em sẽ vệ sinh tẩy rửa đi cho mọi người Cái này là xe vừa mới về xe mộc mà à, 1 vạn 5 bảy km vô lăng này Mới tinh Vân vẫn còn nguyên Chưa hao mòn Chưa bóng một tí xíu nào Các bác ạ Phím bấm còi cũng thế Mặc dù là bản tiêu chuẩn này Thì nó chỉ thua cái bản đặc biệt là ở cửa sổ trời thôi Chỉ thua cái cái rõ nhất là cửa Sổ trời nhưng mà em thấy option là cũng đủ hết ví dụ như tích hợp vô lăng có này đèn và gắn mưa là tự động này đề lỗ thông minh có màn hình cam lùi có hết luôn nhá các bác nhá không thiếu một cái gì hơi bẩn một chút xíu các bác thông cảm nhá nhưng mà chủ cũ thì cũng đã nâng cấp thêm thảm trải sàn và phim cách nhiệt đủ cả rồi hàng ghế thứ hai thì cũng khá là rộng rãi đấy các bác ạ đây hàng ghế thứ hai này ấy rộng rãi này được trang bị thêm cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai như thế này nên là mình ngồi phía sau thì cũng không có lo là sẽ bị nóng nữa đâu tiện thể thì em sẽ quay hộ chị vào cái phần lốp đấy nhá quay cho các bác xem cả lốp láp nữa tại vì là cái xe này có vạn năm thôi mà các bác ơi lốp của nó còn theo xe và rất là dày luôn cái bề mặt lốp này cái rãnh lốp nó còn rất là dày mua về là chỉ việc đi thôi mình cũng không phải lo đến cái vấn đề là sẽ phải thay lốp trong thời gian sắp tới em nghĩ là khoảng tầm 5 vạn km nữa thì nó cũng phải rơi vào 3 4 5 hoặc là 5 năm sử dụng nữa tùy theo cái cái nhu cầu đi của các bác ạ. Còn về phía này là phần máy móc động cơ này hơi bụi bẩn một chút xíu các bác nhé. Tại vì xe mua từ nhà dân ra như thế nào thì bây giờ vẫn hiện đang hiện trạng như vậy. Nhưng mà các bác sẽ thấy này, thứ nhất là ốc thì hoàn toàn không có dấu vết vận mở này, vẫn còn nguyên chấm sơn đánh dấu của nhà sản xuất. Thứ hai là bên em đảm bảo cam kết trên văn bản giấy tờ cho mình. Đấy là xe thì hoàn toàn không xảy ra đâm đụng hay là ngập nước. Máy móc động cơ là nguyên bản kính zin và keo chỉ zin, số km chuẩn chỉ nha các bác nhá, Zin từ số km luôn đấy ạ. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn đời 2 2023, lăn bánh một vạn 5.000 km và em chào bán cho sản phẩm này với mức giá là 465 triệu đồng bao rút hồ sơ gốc hợp đồng mua bán công chứng nhà nước đủ cả à, Bây giờ thì các bác sang đây cùng với em nhé em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc xe này Quá là đẹp đúng không ạ? Mitsubishi Outlander 2.0 Premium đời 2019 ạ. Chiếc này thì em sẽ chào bán với mức giá là 632 triệu đồng nhá. 632 triệu đồng. Tông ngoại thất màu xám và bây giờ thì lại vẫn cứ như những cái sản phẩm khác thôi. Sẽ nhờ bạn quay phim là đi một vòng xung quanh xe để xem rằng là nó có xuất sát ở đâu không, có điểm gì cần đáng chú ý ở trên phần thân vỏ bên ngoài không. Nhưng mà thật ra là nhìn tổng quan cái xe này thì nó cũng đúng là chẳng có có xuất sát ở đâu luôn ấy các bác ạ Đấy, một vài những cái điểm xuất nhỏ như thế này thôi thì mình cũng không không tránh được đúng không Đây này, ấy, đây 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 đây, bác thấy không ạ Cũng hơi gọi là mấy cái ti ti này thì đánh bóng là được đúng không ạ Đánh bóng là được thôi Đấy, đây, đằng sau, đằng trước Toàn bộ cái phần thân vỏ bên ngoài gần như là không có xước sát gì luôn. Còn về nội thất ở trong xe thì như thế nào thì... À đâu, xem phần cốp nữa. Xem cốp đã em ạ. Xong rồi mới đi vào nội thất. Đây các bác nhìn này ấy chủ thì rất cẩn thận ở hàng ghế thứ ba tức là ở phía sau cốp này này người ta cũng may thảm cho luôn hàng ghế thứ ba thì nếu như các bác dùng thì các bác sẽ sẽ kéo lên còn nếu không thì mình sẽ để gập như thế này để thành một cái cốp rộng để cho các bác có thể thoải mái mà để đồ nhá mọi người nhá thoải mái mà để lụa đồ rất là đẹp luôn này phía dưới này là những cái rèm với cả đồ điếc linh tinh thôi Bây giờ thì sẽ lên trên này, sẽ lên trên bên trong để xem qua cái nội thất xe này nó còn đẹp và mới như thế nào. Đấy, mời các bác luôn. Để em mở cửa cho bạn ý. Đấy, để em mở cửa nhá. Chiếc này là 6 vạn 9 nghìn km các bác ạ. 6 vạn 9 nghìn km. Outlander 7 chỗ ngồi. Đời 2019 bản 2.0 Pre có trang bị ghế chỉnh điện, nội thất ghế da zin theo xe, nòng ghế thì căng đẹp, ấy không bị phòng, không bị xẹp, không bị rách, kể cả là mép ghế này cũng thế nhá các bác nhá, rất là mới mặc dù là xe mộc vẫn đang hơi bẩn một chút và có một vài điểm xước sắc nhỏ mà em vừa quay rồi đương nhiên là tất cả những xe em bán ra thì em đều đã trình bày rồi đúng không ạ xe nào em cũng đảm bảo cam kết cho các bác về số km là chuẩn zin không có sự sai lệch nhá nếu sai số km bên em cũng hoàn tiền 100% trăm cho mình và chịu toàn bộ chi phí phát sinh em này là cũng có sấy sửa ghế cả hai bên rồi đây này để em xem dưới trong này nào Ôi, hơi bẩn xíu này các bác này đồ điếc các thứ của chủ cũ thôi đậy vào đây mình không xem cái đấy nữa đây này bẩn quá các bác ạ những cái này thì bên em sẽ vệ sinh toàn bộ cho mình nhá mọi người ơi tại vì là xe vừa mới về mà nhưng mà về cơ bản nhá về cơ bản này đây dũng quay lên đây hội chị với ví dụ như là ở trên phần uh, tablo lô này đấy nó chỉ bẩn thôi chứ nó không có bị xước sát gì đâu các bác thấy không nó chỉ bẩn thôi chứ nó không có bị xước sát gì luôn chủ cũng khá là giữ bản này thì được trang bị thêm cả một cái cửa sổ trời và cái phần trần màu kem ấy thì hoàn toàn rất là sạch không có xước sát gì đâu nhá không có bẩn không có xước sát gì luôn tại vì có nhiều xe ấy, là trần nó còn bị xù <laughs> ngoài cái việc là bị bẩn mà nhiều xe chủ không giữ nó còn bị xù nữa cơ còn đây nhá các bác ơi đây là cái hàng ghế thứ hai này có cửa gió điều hòa luôn cũng rất là rộng rãi như cái ghế này thì đang tựa hẳn xuống để người ngồi ở bên này có thể nghỉ ngơi cho nó thoải mái thì em để như này là các bác có thể xem được là cái độ tựa và độ ngả lưng xem này nó có thoải mái không Còn nếu như bình thường thì nó sẽ rộng như thế này này các bác này thì cái không gian sử dụng thì rộng rãi thoáng đúng không ạ vừa rộng vừa thoáng máy 2.0 mà của nhà Mitsubishi thì nó cũng không phải là ăn uống nhiều đâu nó cũng rất là tiết kiệm nha các bác nhá giá tiền thì rất là hợp lý nó là 630 632 triệu đồng ạ à, 632 triệu đồng trước này Còn máy móc động cơ ra sao Thì bây giờ em sẽ quay sang cái phần máy Để cho các bác cùng với em xem nhá Tại vì là nói, nói thật Nói đi nói lại nhưng mà vẫn cứ phải nói thôi Đấy là qua video này Thì mình cũng chỉ có thể là gọi là Xem được khoảng tầm 6-70% Cái xe thôi Nếu mà muốn xem có đâm đụng hay là ngập nước hay không Thì ngoài việc tin tưởng cửa hàng Thì mình cũng phải là xem trực tiếp cơ Tuy nhiên nhá thì bên em sẽ đảm bảo cho mọi người về cái vấn đề đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là em quay như thế này để đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch cho cái sản phẩm của mình. Đấy tại vì ở trên này thì rất là nhiều bác xem luôn. Chắc lại là 632 triệu đồng máy hơi bẩn vì là xe mới mua về chưa dễ vệ sinh chưa đánh bóng chưa dọn dẹp chưa gì sắt luôn đấy ạ zin đét đèn đẹp nhá zin từ số km luôn động cơ nguyên bản này ấy máy móc động cơ nguyên bản luôn kính và keo chỉ là zin toàn bộ nhá các bác nhá 632 triệu đồng bác nào mà thích Mitsubishi Outlander thì các bác có thể liên hệ cho em Huyền ngay hoặc là em còn có một chiếc nữa là Mitsubishi Xpander bản Premium mà hôm qua ấy, em có lên sóng quay video cái chiếc xe xe đấy rồi Nếu bác nào mà muốn tìm Xpander thì em cũng có đời 23 đi 6.600 km Mình có thể liên hệ để em gửi video cho mình Còn Outlander thì nó kiểu cao cấp hơn một chút xíu Xe này thì thường là các bác sẽ mua về để đi gia đình Đúng không ạ? Mình sẽ mua đi về đi gia đình trước này hơn Đi rất là thích lại tiết kiệm Cũng như là độ an toàn của xe cũng khá là cao nha các bác nha 632 triệu ạ Dạ vâng bây giờ thì em sẽ mời các bác sang phía bên này nhá phía bên này thì em đang có hai sản phẩm nữa nếu mà nói nói về cái cái xe for này thì khá là lâu rồi nhà em mới về được một chiếc bán tải mấy chiếc xe như chi tông ấy thì là cứ về cái bán ngay không kịp quay video luôn đúng không ạ không kịp quay video và hôm nay thì rất là may mắn trước này vừa mới về em quay luôn và mới đăng bài lúc sáng nay khoảng tầm 11 12 giờ gì đấy thôi thì mới bắt đầu có ảnh để đăng bài thế nên là nếu như tối nay bác nào mà xem được chiếc xe này và thích thì các bác có thể đặt cọc luôn nhá giá rất là hợp lý for white check 2.2 uh, một cầu số tự động đời 2015 đăng ký lần đầu 2016 xe lăn bánh 9 vạn 9.000 km em chào bán sản phẩm này với mức giá là 475 triệu đồng các bác ạ 475 triệu đồng à, xe thì đã được nâng cấp thêm cái đây là các bác này nâng cấp thêm nắp thùng thấp cũng như là thanh thể thao rồi cái này là người ta lắp thêm và mình là người sử dụng sau nếu như mà xe có ấy, thì sẽ gọi là được lời thêm cái này nhưng mà phải công nhận rằng đối với tất cả xe bán tải ấy, cứ nắp thêm cái thanh thể thao với nắp thùng thấp thì nhìn cái dáng của nó cũng đẹp hơn nó đỡ bị trống đúng không mấy cả cái xe này gầm cao ấy thì các bác sẽ xem giúp em là cái dòng pho thứ nhất là gầm cao thì sẽ đi được trên rất rất là nhiều địa hình cái thứ hai là cái dòng pho thì nó rất là chuộng ở miền bắc mà nói gì đi đi nữa nhá thì cái xe pho này ấy, nó có độ bền độ cách âm tốt độ an toàn cao đi xe thì rất là đầm chắc luôn tại vì thân vỏ thì khá là dày dặn ở miền bắc thì người ta chuộng pho nhưng mà ở miền trong thì người ta chuộn hai lắc đúng không nhưng mà em thấy là cả hai cái dòng bán tải này thì thì có thể nói là nó dẫn đầu về chất lượng đấy Hơn 400 triệu đồng cụ thể là 475 năm nếu mà muốn một chiếc bán tải Mà lại còn là pho nữa thì các bác có thể xem sản phẩm này của nhà em nhé Nội thất bên trong như thế nào thì sẽ nhờ bạn quay phim vào và quay luôn cho mình này Xe này cũng là xe mộc đấy các bác ạ Xe này cũng là xe mọc đấy cũng chưa có dọn dẹp gì đâu <laughs> Nên là nó bẩn Nên là nó hơi hơi bẩn một chút xíu nhá mọi người nhá Nó hơi bẩn một chút xíu Đây for white check trần màu đen Đấy trần màu đen thì không no bẩn rồi Em quay lên cái phần nội thất nhựa này cho chị với không có sứt sát gì đâu Mặc dù là cũng đã gần 10 năm sử dụng rồi đúng không ạ Gần 10 năm sử dụng rồi còn rất là mới rất là đẹp Thật ra là cái điểm nhấn quan trọng nhất xuống hàng ghế hai đi Dũng ơi Cái điểm nhấn quan trọng nhất của cái xe này này Đấy là cái độ độ dày của thân vỏ Tức là mình đi xe nó rất là đầm xe mỹ thì kể cả là ford hay là chevrolet ấy thì đều được đánh giá cao về cái độ dày dặn của thân vỏ của độ chắc chắn của khung gầm nên là đảm bảo cho các bác rằng chất lượng của chiếc xe ford thì mình không cần phải bàn rồi đúng không ạ? đảm bảo rằng đi qua những cái cung đường xấu thì nó rất là đầm rất là chắc nhá mọi người nhá. 475 triệu đồng các bác ạ, bán tải ford quay trách luôn đấy nhưng mà là số tự động một cầu máy 2.2 nhá máy 2.2 sử dụng nhiên liệu dầu cái này thì chắc là bác nào cũng biết rồi đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ cho các bác xem phần máy cùng với em nhá, xem xem là máy của chiếc xe này như thế nào. Ôi xà, có vẻ cao đấy. Úi giời đất ơi đợi một tí đây 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 may quá có cái ti này không thì không nhắc lên nổi luôn các bác ạ đây nha các bác ơi xem phần máy móc động cơ này cũng trên tức là nó sạch nhưng mà trên đấy vẫn phủ một lớp bụi đúng không tại vì có lẽ là chủ cũ người ta mới dọn hoặc là như thế nào đấy chứ còn về nhà em là chưa được dọn chưa được vệ sinh gì đâu ạ máy số là zin hết nha các bác nhá không có đâm đụng ngập nước gì đâu nói chung là xe nào cũng vậy thôi nhà em khi mà tuyển chọn và đưa ra để quay và bán giới thiệu đến các bác thì đều là những cái sản phẩm nó chất lượng đảm bảo hết luôn cho mọi mọi người từ số km chuẩn chỉ nha các bác nhá. Đấy, đến số km em còn dám cam kết zin thì đương nhiên những cái phần khác nó phải chuẩn hơn rồi. Và nếu như mà sai km thì bên em cũng sẽ hoàn tiền 100% cho mình và chịu toàn bộ những chi phí phát sinh. Ví dụ như là chi phí check test hoặc chi phí sang tên vào biển hoặc chi phí làm ngân hàng nếu có. Tuy nhiên thì với cái chiếc xe Ford quay này thì mình chỉ có thể mua trả thẳng được thôi. Tại vì đời 25 năm ý, thì ngân hàng người ta lại không hỗ trợ nữa rồi. 475 triệu đồng các bác nhá. À, dạ vâng, bây giờ thì sẽ sang phía bên này này mọi người này. Chiếc này thì rất là hot đây. À, chiếc này của em nó là Hyundai Creta bản cao cấp đời 2022. Hôm trước thì em có bản đặc biệt đời 23 màu đen em đã bán về Phú Thọ rồi. Và hôm nay em về được chiếc này là màu trắng bản cao cấp ạ. Đi 4 vạn km hơn em bán với mức giá là 635 triệu đồng. 635 triệu đồng các bác nhá. Bên ngoài bẩn quá. <laughs> chưa có rửa đây lại còn bóc cái tem ra nhưng mà vẫn còn nguyên keo đây này các bác thấy không còn nguyên cái vẹt cái tem không biết là chủ cũ người ta bóc ra làm cái gì nữa Đấy. nhưng mà chuyển xe lồng ra đây là hạ xuống luôn và quay luôn cho kịp giờ trước này thì đẹp thật sự là trước này đẹp đây xuống đây em xuống đây để cho các bác xem phần cốp đã bây giờ thì sẽ cùng xem cái cốp sau của chiếc Creta này nhá Một chiếc xe 5 chỗ ngồi rất là rộng của nhà Hyundai Ôi giời, bạt trên nắng này vẫn còn nguyên này Đây, Mấy cái này là vẫn còn này các bác này, phía dưới này. Đây, nốp dự phòng nó dự phòng đi nhá đồ đoàn kích kia các thứ là đủ hết nhựa nội thất bên trong xe ở sau cốp cũng không xuất sát gì đâu chỉ có bẩn thôi chỉ có bẩn thôi mọi người ạ à. đấy rộng rãi này thoải mái sử dụng máy nhỏ tiết kiệm đầy cao lại còn là bản cao cấp nữa luôn ơi da, dạ, thiết kế thì vô cùng là đẹp luôn nhá các bác nhá ấy bây giờ thì sẽ quay vào đây để cho mọi người xem cái nội thất bên trong của chiếc xe Hyundai Creta đời 22 bản cao cấp lăn bánh là 4 vạn 5.000 km với giá bán là 635 triệu đồng Đủ hết không thiếu gì Ôi dồi Ông nào nùi xe vào xong để quả vô lăng thôi cũng được Chẳng sao các bác nhá <laughs> Chẳng sao cả Chủ yếu là xem giúp em Thứ nhất là vân vô lăng này còn đúng không ạ Nội chất ghế đây Đấy, bề mặt da ghế căng đẹp Rồi nội chất nhựa trong xe không xuất sát Có cả sấy ghế luôn nhá các bác nhá Có cả sấy ghế luôn, đầy đủ hết rồi Hàng ghế thứ hai thì cũng rất là rộng đấy mọi người ạ Hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng luôn Để quay xuống hàng ghế thứ hai cho các bác xem này Đây đây, Đấy, ui rồi đẹp hết nước chấm đúng không em đấy, Bác nào mà thích Creta ấy mà muốn mua xe qua sử dụng mà đảm bảo về chất lượng và pháp lý cho mình nhưng mà lại kiểu như là kinh tế hơn so với mua mới thì các bác có thể cân nhắc sản phẩm này, các bác nhắc hàng người thứ hai là cực kỳ là rộng rãi đấy ạ Đẹp, ấy, rộng rãi, máy nhỏ tiết kiệm Thương hiệu lớn, xe Hyundai thì được cái là độ an toàn cao Cũng rất là bền, rất là lành đấy ạ Thì các bác có thể nhấc máy alo cho em đi để em có thể bán cho các bác chiếc xe này đây là một cái sản phẩm 5 chỗ ngồi mà nó vô cùng vô cùng là hợp lý rồi, đúng không ạ? Ơi xà, đây mở cái phần nắp capo lên nhá, để cho mọi người cùng xem, xem là phần máy móc của xe lạnh như thế nào. Ôi trời đất ơi nặng, bẩn quá, bẩn quá thể luôn. Đây các bác này, đây là phần máy móc nhá bẩn như này thì em sẽ vệ sinh cho mọi người nhưng mà vẫn cứ là đảm bảo thôi ấy quay như này là để đảm bảo tính công khai và minh bạch chứ còn vẫn cứ đảm bảo như những chiếc xe khác đấy là máy móc động cơ là hoàn toàn không có cái dấu vết gọi là bị ra máy đâu nó vẫn là nguyên bản 100 nhà sản xuất kính và keo chỉ zin số km chuẩn chỉ và chắc chắn rồi xe thì hoàn toàn không có đâm đụng hay là ngập nước gì đâu 635 triệu đồng chiếc xe này các bác nhá còn Ford check 2.2 đời 2015 đăng ký 16 này thì với giá bán đấy là 475 triệu đồng ạ à, bên này là khá là đông Bên này là Mitsubishi Outlander 2.0 Pre đời 19 màu xám 6 vạn 9. Giá bán của nhà em sẽ là 632 triệu đồng và cạnh đấy là chiếc Hyundai à, Hyundai Accent bản AT đời 23 với giá bán là 465 triệu đồng. Vừa rồi thì em cũng có lên sóng và giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm mới về hôm nay. Ngoài ra thì tại salon em cũng đang còn rất rất là nhiều những cái sản phẩm khác trong cùng phân khúc. Các bác có thể liên hệ trực tiếp theo số Zalo mà em để dưới góc màn hình ấy thì em hiện có thể hỗ trợ và tư vấn thêm về hình ảnh những cái xe mà các bác quan tâm hoặc là em gửi link video cho mình nhé. Bây giờ thì em xin phép là kết thúc video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.